Phú Tài gửi lời thân chào nhất tới tất cả những quý khán thính giả của đài Vstar TV và nhất là trong chương trình Sôi Động Cầu Trường. Chương trình Sôi Động Cầu Trường sẽ được phát sóng vào mỗi tối thứ 6 và chủ nhật hàng tuần 8:30 trên hệ thống đài truyền hình Vstar TV và Galaxy 19. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình qua đài phát thanh Sài Gòn Radio Hải Ngoại 106.3 FM và 1430 miền Bắc California vào 8:45 mỗi tối thứ 2 hàng tuần quý vị nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất vui khi có được sự hiện diện của một vị khách mời đã từng rất là quen thuộc với chương trình của chúng ta. Xin mời Hân. Hân Nguyễn xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Sôi Động Cầu Trường, một chương trình hấp dẫn với những tin tức cập nhật và những cái bình luận sôi nổi của làng túc cầu thế giới. Vâng, cảm ơn những lời giới thiệu của Hân. Và như vậy thì chúng ta sẽ đến ngay với phần 1 trong những bản tin trong phần 1 của chúng ta ngay ngày hôm nay. Và đến với phần 1 của chương trình ngày hôm nay thì trước khi mà đến với phần 1, Tài xin cảm ơn một vị khán thính giả với cái địa chỉ email đó là tn0787. Bởi vì anh đã có một cái gửi cái email của mình và đặt câu hỏi cho chương trình Sôi Động Cầu Trường. Đó là: các em bàn về giải đấu ngoại hạng Anh mà chỉ có Manchester United, chỉ có Leicester City mà không có 18 câu lạc bộ khác, rồi có đội bóng mà anh thích đó là Arsenal thì các em lại không bàn. Vâng, thật sự thì qua đây thì chương trình Sôi Động Cầu Trường cũng xin được nêu lên. Thế đó là trong cái những bàn luận của chương trình Sôi Động Cầu Trường thì chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra những cái tranh luận, những cái bàn luận về những cái đội bóng mà được chú ý nhiều hơn. Không nhất thiết là phải tới 20 đội bóng trong giải đấu Ngoại hạng Anh hay là những giải đấu như La Liga. Thì bên cạnh thì nếu như mà trong giải đấu Ngoại hạng Anh thì chúng tôi sẽ đi qua những câu lạc bộ như Manchester United với rất nhiều fan hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới, cũng như Leicester City vì họ mới vừa đoạt cúp Ngoại hạng Anh vừa rồi. Bên cạnh đó chúng tôi vẫn còn những câu lạc bộ khác như Arsenal và Liverpool chúng tôi sẽ đề cập ngay trong chương trình ngày hôm nay, và xin cảm ơn vị khán thính giả đó rất là nhiều. Và ngay hôm nay ngay bây giờ chúng tôi sẽ bước vào bản tin đầu tiên cho phần 1 của chương trình ngày hôm nay. Vâng, đến với bản tin ngắn đầu tiên, các cổ động viên của câu lạc bộ Excelsior đã nổi lửa phá hủy sân nhà. Kết thúc trận đấu giữa đội khách Medipol và Paskido mà đội nhà đã nhận thất bại 1-2 và đồng thời nhận vé xuống hạng 2 tại đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, các cổ động viên đã rất là tức giận và đã nổi lửa đốt ghế trên khán đài rồi tràn xuống sân và tiếp tục chất các cái bảng hiệu quảng cáo và cái đống tàn tro lửa đó ở giữa sân. Theo thông tin thì đã có 3 cổ động viên bị thương và được đưa vào bệnh viện điều trị vì những chấn thương nhẹ cũng như ảnh hưởng tới bởi khói lửa. Trên thực tế thì câu lạc bộ Excelsior cũng đã có kế hoạch chuyển sang sân mới ở mùa giải tới với sức chứa tới 33.000 chỗ. Theo báo chí của địa phương, sân Excelsior đã bắt đầu được tiến hành phá vỡ một phần trước đó khi các cổ động viên đã nổi lửa. Cho dù hành động của các cổ động viên có được cho là một công đôi việc thì sự giận dữ và phản ứng của những người cổ động viên này không thể nào chấp nhận được. Đọc cái bản tin này thì Tài thấy là trong thế giới túc cầu chúng ta có những trận cầu rất là sôi nổi, nhưng bên cạnh đó nếu như những cái trận cầu đó và các cầu thủ của đội bóng của họ mà không đáp ứng được yêu cầu của những người cổ động viên thì sự tức giận sẽ bùng nổ. Hân nghĩ sao về những cái hành động của những người cổ động viên này? Vâng, họ là những cổ động viên phá khích, có thể là họ ăn bóng đá, ngủ bóng đá với đội bóng của họ. Và khi đội bóng của họ không có những thành tích như mỹ mãn như họ muốn thì sự tức giận luôn luôn hiện hữu trên mọi người. Cái sự tức giận này thì Tài nghĩ đối với Tài thôi, đó là dù rằng mình tức giận đi nhưng mình cũng không nên làm quá như vậy, bởi vì cái này cũng ảnh hưởng rất là nhiều với những chính đội bóng của họ. Và nếu như mà tình trạng này mà xảy ra với những câu lạc bộ, với những giải đấu mà chuyên nghiệp như ở Anh thì chắc chắn câu lạc bộ đó phải bị chịu tiền thiệt hại và bị chịu tiền bồi thường chứ không hề đơn giản tí nào. Thậm chí là Tài có nghe các bản tin đó là chỉ cần một cổ động viên thôi mà đến sân và gây gổ với những cổ động viên khác thì câu lạc bộ đó phải chịu gần như là rất là nhiều những cái tiền phạt. Nếu mà Hân có nghe qua cái trận đấu giữa Chelsea và Tottenham đã diễn ra ở Stamford Bridge vào những cái vòng đấu cuối cùng thì hai những cầu thủ trên sân đã đánh nhau và những cổ động viên ở trên khán đài cũng đánh nhau, và rốt cuộc thì cả Tottenham và Chelsea đều bị phạt tiền. Vâng, chuyển ngay đến những cái bản tin tiếp theo. Frank Lampard đã chính thức gia nhập vào đội ngũ bình luận viên của đài truyền hình BBC trong kỳ Euro 2016 sắp tới.
Ở kỳ Euro 2016 sắp tới chỉ còn một tháng nữa là sẽ chính thức khởi tranh, và ngay thời điểm này thì BBC đã cho thấy rằng họ chính là một trong những kênh truyền hình thể thao hấp dẫn nhất. Cụ thể mới đây thì kênh truyền hình BBC đã chính thức ra mắt dàn bình luận viên hết sức hùng hậu để phục vụ những người hâm mộ trong kỳ Euro 2016. Bên cạnh những dàn bình luận viên kỳ cựu như Gary Lineker, Gary Logan và Alan Shearer thì những thị văn mùa hè này BBC sẽ có thêm Jens Lehmann, Thierry Henry, Rio Ferdinand và Frank Lampard. Trong số này có lẽ rất là những người nhiều người hâm mộ chờ đợi xem phong cách bình luận của Frank Lampard, vì so với những cái tên khác trong đội ngũ bình luận viên của BBC, cựu tiền vệ của ba Chelsea vẫn chưa có quá nhiều cơ hội để thử sức trong vai trò này. Đó là nhiều khả năng sẽ là một trải nghiệm thú vị dành cho những người hâm mộ khi được nghe Lampard bình luận trực tiếp qua các trận đấu. Wow. Wow, thật là tuyệt vời. Tuyệt vời, có quá nhiều. Rồi quá nào. Quá nhiều. Trong cái những cái bình luận viên của kênh truyền hình BBC thì Hân đã từng nghe qua là thích nghe những cái bình luận của những cầu thủ nào? Thường thì Hân cũng ít nghe BBC, nhưng mà qua đây thì cho thấy rằng là BBC đã biết cách đánh bóng tên tuổi của mình. Đúng, đó là mời những cầu thủ hàng đầu của thế giới về bình luận. Và riêng Lampard thì Hân rất hâm mộ Lampard, tại vì anh là một cầu thủ đá banh, là một tiền vệ rất là tài hoa, nhưng bên cạnh đó anh cũng có một chỉ số IQ rất là cao. Hân nhớ rằng là lúc mà Mourinho còn huấn luyện viên của Chelsea á, và Lampard lúc đó là coi như nhạc trưởng của Chelsea, và ông khi mà chỉ đạo á, ông luôn viết một tờ giấy nhỏ trên tay và nhờ cầu thủ chuyển cho Lampard. Đúng rồi. Và Lampard đọc để mà Lampard có những chỉ hướng cho đồng đội của mình để mà tấn công hay là phòng thủ. Rất là hay. Lampard có thể nói là một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và ảnh có nhiều cái kinh nghiệm và kiến thức bóng đá. Vâng, và chúng ta hãy xem trong kỳ Euro 2016 vừa rồi Lampard sẽ có những bình luận như thế nào quý vị nhé. Và quý vị ơi, hãy luôn đồng hành cùng chương trình Sôi Động Cầu Trường, bởi vì trong chương trình này chúng tôi sẽ đưa đến cập nhật tất cả và đầy đủ những trận đấu cũng như những tranh luận trước và sau trận đấu tại Euro 2016. Quý vị nhớ đón nghe quý vị nhé. Và chương trình Sôi Động Cầu Trường sẽ được phát vào mỗi tối thứ 6 và chủ nhật hàng tuần, 8:30 mỗi tối thứ 6 và chủ nhật hàng tuần quý vị nhé. Quý vị hãy đón nghe trên ban tần 57.11 của Vistar TV. Và đến với bản tin tiếp theo, Lê Nguyễn đã không có tên trong danh sách chính thức của Copa America. Với phong độ tốt trong màu áo của New England Revolution, Lê Nguyễn đã được huấn luyện viên Jan Klinsmann điền tên trong danh sách sơ bộ 40 cầu thủ Mỹ chuẩn bị cho Copa America hồi đầu tháng 5. Tuy nhiên, trong bảng danh sách chính thức 23 cầu thủ mới được chiến lược gia người Đức công bố thì tiền vệ gốc Việt đã không được nêu tên, và với việc bị loại, Lê Nguyễn đã bỏ lỡ cơ hội tham dự giải Copa America lần thứ 2 trong sự nghiệp. Trước đó, tiền vệ này đã từng được triệu tập cho America 2007 và đã có 2 lần ra sân. Mặc dù lên ý tưởng trẻ hóa lực lượng, song huấn luyện viên James Clements vẫn triệu tập khá nhiều những ngôi sao kỳ cựu của Copa America 2016 như team thủ môn Tim Howard, Brad Guzan, Clint Dempsey, cầu thủ đã từng thi đấu cho Tottenham, Chris Wondolski cũng như Jermaine Jones. Mỹ là chủ nhà của Copa America 2016 và sẽ tham dự với tư cách khách mời ở giải đấu này. Kỷ niệm 100 năm thành lập ở giải đấu này, Mỹ sẽ nằm cùng bảng A với Colombia, Costa Rica và Paraguay. Và đến với bản tin tiếp theo thì chúng ta hãy cùng chứng kiến một điệu nhảy rất là ngộ nghĩnh của huấn luyện viên Badu trong trận đấu giữa Crystal Palace và Manchester United quý vị nhé. Đây là tình huống mà ông đã có điệu nhảy khá là vui khi mà Pichon đã ghi bàn thắng gỡ mở tỷ số trận đấu giữa Crystal Palace và Manchester United. Vâng, ngay sau đây chúng ta hãy đến ngay với trận đấu giữa Crystal Palace và Manchester United, trận chung kết FA Cup, và hãy xem liệu Manchester United có đã đem về được chiếc cúp cho mình hay là Crystal Palace sẽ lần đầu tiên có chiếc cúp này, thưa quý vị nhé. Vâng, cả trận đấu diễn ra khá là đầm khi mà trong suốt hiệp 1 và cả đầu hiệp 2 không có bàn thắng nào được ghi cũng như không có nhiều pha tấn công. Đến mãi đến phút thứ 77 của trận đấu thì Pichon của Crystal Palace đã mở tỷ số trận đấu, và đây là bàn thắng làm nổ tung những khán đài ở trên sân, thưa quý vị. Thậm chí là huấn luyện viên Padu đã còn nhảy những điệu nhảy rất là vui, bởi vì không dễ gì có thể cho Crystal Palace mở tỷ số trước các cầu thủ Manchester United. Chúng ta hãy xem lại. Hân nghĩ trong tình huống này Pichon có việt vị hay không nhỉ?
Vâng, tình huống này là tình huống rất là nhạy cảm, nhưng mà trọng tài đã đưa ra quyết định đúng khi cầu thủ tiền đạo của đội Crystal Palace đã không rơi vào thế việt vị. Vâng, và không như là những người cổ động viên hâm mộ và không như điệu nhảy của huấn luyện viên Padu đã cho thấy thì các cổ động thì những cầu thủ Manchester United họ với những cái ý chí kiên cường họ đã ghi bàn thắng gỡ hòa một đều do công của Juan Mata, và đến phút hiệp đấu bù qua hiệp phụ thì cầu thủ trẻ Leninga là người đã nâng tỷ số lên 2-1. Tuyệt vời Leninga. Các cổ động viên Manchester, người ta thấy rõ là các cổ động viên Manchester United họ vỡ òa vì chiến thắng này. Tại không hiểu là tại sao khi mà ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 như vậy, huấn luyện viên Van Gaal lại không có một cái nụ cười trên môi vậy nhỉ? Vâng, chúng ta biết là 2 năm vừa qua Louis van Gaal dẫn dắt MU và ông đã không có một danh hiệu nào ấn tượng cho MU cả. Với những kỳ vọng mà lãnh đạo MU đặt ra, vì ông đã đòi hỏi tiền rất là nhiều về những cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, cuối mùa giải, hai mùa giải gần đây thì MU đã trắng tay. Từ hồi Alex Ferguson ra đi thì MU đã coi như là tụt dốc phong thanh. Và cái cơ hội để mà tham dự trận chung kết Cup FA này coi như đó là một cái cơ hội cuối cùng mà Van Gaal có thể cứu vãn cho 2 năm làm việc ở MU với một giải trắng tay. Wow. Và hy vọng rằng điều đó đã thành hiện thực và Van Gaal đã rất mừng. Ông đã có thể là ông không tỏ ra niềm vui, nhưng mà trong lòng ông cũng rất là tự hào vì cuối cùng ông đã có một chiếc cúp cho MU. Wow, khoan đã nào, nếu như mà Hân đã nói là để cứu vãn trong 2 năm dẫn dắt Manchester United, vậy Hân nghĩ rằng huấn luyện viên Van Gaal sẽ ra đi vào cuối mùa giải này hay chăng? Vâng, những trận đấu gần đây chúng ta có thấy là ống kính camera liên tục chiếu về Louis van Gaal và sau đó là chiếu về Jose Mourinho trên khán đài. Và chúng ta cũng biết rằng là sau khi trận đấu kết thúc giữa FA, cúp FA giữa MU và Crystal Palace kết thúc thì là lãnh đạo MU đã công bố một tin là Van Gaal sẽ ra đi và Jose Mourinho sẽ về lãnh đạo MU. Jose Mourinho, Hân nghĩ như thế nào về cái khả năng bao nhiêu phần trăm Jose Mourinho sẽ về đây? Vâng, báo chí cũng đã đưa rất nhiều về tin tức Jose Mourinho trở về, đã về nước Anh lại và dẫn dắt MU. Tuy nhiên, chúng ta hãy chờ xem trong mùa giải mới Jose Mourinho sẽ làm được gì cho MU nhé. Vâng, vâng, và đó là những diễn biến chính tại trận đấu giữa Crystal Palace và Manchester United cũng như là những tranh luận về huấn luyện viên Van Gaal. Nào, nói về những giải đấu Premier League thì dĩ nhiên chúng tôi đã nói ở đầu bản tin, chúng tôi không chỉ có Manchester United và Leicester City, chúng tôi còn có những Chelsea và những câu lạc bộ khác như nổi tiếng khác như là Arsenal và thậm chí là cả Manchester City nữa quý vị nhé. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ đến với những phần tranh luận về những câu lạc bộ trong mùa giải tới, những câu lạc bộ khá là được biết đến nhiều hơn trong giải đấu Ngoại hạng Anh, đó là câu lạc bộ Chelsea. Theo tài được biết thì Chelsea mùa bóng năm nay thi đấu khá là tệ. Không biết là mùa bóng năm sau họ có cái gì để mà họ đã có những cái chuyển động gì mới để cho một mùa giải mới không chịu những thất bại nặng nề như mùa giải ngày hôm nay hay không? Vâng, sau khi mùa giải 2015-2016 kết thúc thì Chelsea thậm chí họ không có sức để mà tham dự cúp châu Âu mùa sau. Vâng. Quá đáng tiếc. Thật sự đó là một sự đáng tiếc cho nhà đương kim vô địch của mùa năm trước. Nếu như mà cảm ơn Hân đã nói cái điều đó, cái mùa giải trước đó họ đã từng là vô địch, nhưng mà bây giờ họ đánh mất đi cái quyền thế của một người thống trị giải, không thể nào gọi là thống trị được, nhưng mà cũng là một quyền thế của một ông lớn của châu Âu khi mà đã đạt Premier League vào mùa này. Chelsea từ vị trí thứ nhất đứng đầu Premier League mùa trước và mùa này chỉ đứng vị trí thứ 10 thôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vâng, đó cũng thể hiện là ở Premier League là một giải hạng thi đấu rất là nóng. Nó không như ở La Liga có thể độc tôn giữa Barcelona và Real Madrid. Ở Real Madrid của nước Anh, mọi đội bóng có thể làm điều bất ngờ. Và đội bóng top 4 năm ngoái có thể rơi vào khó khăn ở mùa giải năm nay. Đó là điều thường xuyên xảy ra và khắc nghiệt ở Premier League của nước Anh. Và Chelsea mùa này đã không giữ được hình ảnh vô địch năm vừa rồi. Họ đã mất đi hình ảnh của nhà vô địch. Họ đã thay huấn luyện viên giữa mùa giải và đã sa thải Mourinho và đã nhờ vả Hiddink về dẫn dắt ở nửa mùa giải còn lại để hy vọng rằng Chelsea có sức dự cúp châu Âu mùa sau. Nhưng mà đáng tiếc
cuối cùng họ chỉ có thể giữ được vé chủ hạng ở mùa này năm thôi. Tại nghĩ đối với Chelsea thì vé chủ hạng không phải là một trong những cái mục tiêu của đội bóng, không bao giờ là mục tiêu của đội bóng. Chính xác. Vì nhưng Chelsea là đội bóng nhà giàu mà họ luôn luôn đổ tiền vào như mua những cầu thủ chất lượng, và đòi hỏi của ông chủ Abramovich luôn luôn là vô địch. Vậy thì mùa giải năm tới không biết Chelsea có những thay đổi chuyển biến gì mới không? Thì hy vọng là huấn luyện viên người Italia Conte về dẫn dắt Chelsea với những cái cách làm việc nghiêm khắc, nghiêm túc của ông, thì hy vọng Chelsea sẽ đứng dậy và trở lại hình ảnh đội bóng mạnh của châu Âu. Vâng, và nếu như mà Hân đã liệt kê về Antonio Conte đã về Chelsea, thì Hân nghĩ sao về cái chiến thuật mà huấn luyện viên Conte sẽ đưa ra khi mà đã về tới Chelsea? Thì trước tiên là báo chí đã nói rằng là Chelsea thất bại, một phần là huấn luyện viên nhưng phần khác cũng là những cầu thủ. Những cầu thủ đã bất tuân mệnh lệnh của huấn luyện viên, và thay đó là kết quả đó là những cái kết quả không mong muốn của những trận đấu. Thì huấn luyện viên Conte là hy vọng ông sẽ là người có thể là trị được các ngôi sao. Và bên cạnh đó, ông chủ của Chelsea có thể là đưa tiền cho huấn luyện viên mới để có thể tùy ý ông mà có thể mua sắm ở cái mùa chuyển nhượng kế tiếp. Vâng, và đó là những bình luận của chúng tôi về đội bóng Chelsea. Còn những đội bóng khác như Manchester City và Arsenal như thế nào? Chúng ta hãy cùng nghe Hân bình luận nhé. Hân nghĩ sao về cái đội bóng của huấn luyện viên Arsene Wenger? Nào, mùa bóng năm sau Arsenal liệu sẽ có thay huấn luyện viên không? Hay là Arsene Wenger sẽ trở lại về Arsenal thì gần đây báo chí có đưa tin là huấn luyện viên Arsenal không còn được lòng tin tưởng của đồng viên nữa. Vì trong cái thế Manchester United lẫn lõi giữa bảng, Liverpool thì cũng không tốt gì, Chelsea thì cũng quá tệ, thì Arsenal được kỳ vọng là đội bóng độc cúp năm nay. Tuy nhiên Arsene Wenger đã không làm được điều đó và để cho đội bóng ngựa ô là Leicester vô địch, và họ chỉ về nhì mà thôi. Và với cái vị trí về nhì này, hy vọng là Arsene Wenger có thể giữ được cái ghế của mình ít nhất là một hoặc hai mùa bóng nữa, để hy vọng rằng mùa sau có những cái biến chuyển cho Arsenal. Cho Tài hỏi thêm chút xíu về đội hình của Arsenal nhé. Nếu như mà Hân nghĩ trong đội hình của Arsenal thì cái tuyến nào sẽ là cái tuyến mà cần phải nâng cao hơn, giống như là hàng tiền đạo, hàng tiền vệ hay là hàng phòng ngự? Thì nói về Arsenal thường người ta nói là vấn đề tiền đạo. Lúc trước đây chúng ta vẫn nghe thấy có Oliver Giroud rồi có Welbeck, chẳng lẽ hai tiền đạo đó mà không đáp ứng được kỳ vọng của nhiều người hâm mộ hay sao? Thì họ làm những tiền đạo đẳng cấp. Tuy nhiên ở những cái mùa giải gần đây thì họ thường hay thất thường. Một cầu thủ đẳng cấp thì luôn luôn phải có những phong độ, luôn giữ vững phong độ đẳng cấp của họ. Nhưng mà họ có những trận đấu bất thường, có những trận đấu họ ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng mà một mạch dài trận đấu họ không ghi được bàn thắng nào. Thì đó cũng là một cái bài toán hóc búa cho Arsenal. Wow. Và nếu mà Hân nghĩ rằng đội bóng Arsenal cần thay đổi hàng tiền đạo, còn quý vị, ý kiến của quý vị khán thính giả như thế nào, xin hãy gửi những ý kiến và những thư từ quý vị về địa chỉ email thethao.soidongcauchuong@gmail.com quý vị nhé, thethao.soidongcauchuong@gmail.com. Và để trước khi mà kết thúc cái bản tin trong phần 1 của chúng ta ngày hôm nay thì cho Tài xin dành một chút xíu đôi phút nào đó để hỏi Hân về đội bóng của Manchester City. Không biết là theo cảm nghĩ của Hân về Manchester City thì huấn luyện viên thực sự thì nói Pep Guardiola là một người theo cái lối đá cầm banh, đúng không? Cầm banh. Và ông chơi với Tiki Taka. Khi mà về Manchester City rồi thì liệu ông có đưa những cái chiến thuật Tiki Taka của mình đến Manchester City hay không? Hơn nghĩ là Pep Guardiola, ông luôn có cái triết lý của riêng mình và ông luôn giữ lập trường với lối đá của mình, và ông đã nghiên cứu kỹ Manchester City trước khi ông về dẫn dắt đội bóng. Là Manchester City cũng theo trường phái bóng đá tấn công, thì hy vọng rằng là Pep Guardiola có thể vận dụng cái tài năng của mình để vượt dậy Manchester City là một đội bóng mạnh của châu Âu. Vâng, và đó là suy nghĩ của Hân. Và chúng ta đã kết thúc những bản tin trong phần 1 của chương trình Sôi Động Ngoại Trường. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay trong phần 2 của chương trình Sôi Động Ngoại Trường trong sau một vài thương mục quảng cáo. Quý vị đừng rời làn sóng đài truyền hình Vstar TV 57.11 quý vị nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.